Sorry các bạn, vì hôm nay tôi không ra được bài học mới trong khóa học Angular 13.NET Core API và SQL Server 2022. Giờ này tôi phải làm việc khá nhiều và OT cũng khá nhiều. Tôi nhận ra một điều là OT rất hại sức khỏe. Và các bạn đừng nên OT nhiều nhé, hãy cố gắng ngủ đủ để giữ sức khỏe thật tốt, làm việc mới hiệu quả được. Ngủ đủ thì tinh thần sảng khoái, thì các bạn code mới không gây ra nhiều bug, không gây ra nhiều bug thì hoàn thành công việc tốt hơn, đỡ phải OT. Tôi biết rằng các bạn nhiều khi phải làm thêm ngoài giờ, thế là về nhà không có thời gian nghỉ ngơi, thế là các bạn lại thức khuya để có thể làm những công việc các bạn muốn, mà trong lúc buổi sáng hay đi làm các bạn không làm được. Nhưng các bạn hãy cố gắng dành thời gian ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng, tinh thần sảng khoái thì làm việc gì cũng thấy thích thú hơn. Thôi, hẹn các bạn đến cuối tuần, tôi sẽ ra bài học tiếp theo của khóa học Angular 13 này. Xin chào và hẹn gặp lại.